Sau khi kết thúc chiến dịch ASEAN 18, huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo đã bước vào chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018. Theo kế hoạch mà nhà cầm quân người Hàn Quốc đã thống nhất với VFF trong buổi làm việc hồi tháng 5 vừa qua, dự kiến đội tuyển Việt Nam sẽ triệu tập 30 cái tên trong giai đoạn đầu để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất khu vực. Theo chia sẻ của huấn luyện viên Park, thì có thể hiểu cánh cửa lên đội tuyển Việt Nam vẫn mở rộng với tất cả những cầu thủ. Và những vòng đấu cuối cùng tại các giải đấu quốc nội sẽ là cơ hội để mọi cầu thủ thể hiện năng lực và ghi điểm trong mắt ban huấn luyện. Hiện tại, huấn luyện viên Park Hang-seo đã về Hàn Quốc nghỉ phép. Theo kế hoạch, ông sẽ quay trở lại Việt Nam sau khoảng một tuần nữa để chính thức bắt tay vào chiến dịch tuyển chọn lực lượng cho AFF Suzuki Cup 2018, giải đấu mà chiến lược gia người Hàn đặt mục tiêu vô địch. Theo tờ Mirror, Jose Mourinho của Manchester United đang không được lòng một số cầu thủ. Những cầu thủ nói trên bao gồm trung vệ Eric Bailly, tiền vệ Paul Pogba cùng hai tiền đạo Anthony Martial và Marcus Rashford. Trong khi Bailly và Martial mới bị Mourinho gạt tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu ở trận Man United thua Tottenham 0-3 trên sân nhà, thì Pogba lại đang có ý định muốn rời Old Trafford để trở lại Serie A khoác áo đội bóng cũ Juventus. Còn Rashford bị cho là đang có dấu hiệu bất ổn về tâm lý, bằng chứng là ở trận Man United thắng Burnley 2-0 vào cuối tuần qua, cầu thủ này đã không giữ được bình tĩnh khi húc đầu vào Phil Parsley và phải nhận thẻ đỏ. Ngày mai, UEFA Nations League 2018-2019 sẽ khai mạc. Giải đấu này được UEFA đặt rất nhiều kỳ vọng, trong đó mục tiêu quan trọng nhất là xóa bỏ các trận đấu giao hữu vô bổ và là sự bổ trợ tốt nhất cho vòng loại Euro. Đây cũng sẽ là giải đấu ảnh hưởng rất lớn đến cơ hội giành quyền tham dự vòng chung kết Euro 2020. Cụ thể, 4 đội bóng đứng đầu 4 bảng ở League A sẽ được ưu tiên khi bốc thăm vòng loại Euro 2020. Ngoài ra, UEFA còn giành 4 suất trên vé playoff tại UEFA Nations League để tham dự vòng chung kết Euro tới. Đây là giải đấu khá mới và A sẽ làm riêng một video để nói về cụ thể sân chơi này cho các bạn được rõ. Vì vậy, đừng quên bấm subscribe bongda.com.vn để theo dõi nhé. Sau thời gian chờ đợi, tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Tây Ban Nha Luis Enrique đã công bố danh sách triệu tập cho hai trận đấu với Anh và Croatia trong khuôn khổ UEFA Nations League. Huấn luyện viên Enrique đã thẳng tay loại một số cầu thủ Tây Ban Nha từng tham dự World Cup 2018, đáng chú ý nhất là Jordi Alba, hậu vệ trái số 1 của La Roja suốt từ năm 2011, Nacho Monreal, Arsenal, Koke, Iago Aspas và Lucas Vazquez là những cái tên từng có mặt trên đất Nga nhưng bị huấn luyện viên này gạch tên. Ở vị trí hậu vệ trái, tài năng 23 tuổi đang thuộc biên chế Valencia, Jose Gaya lần đầu được có mặt. Cầu thủ đa năng Sergi Roberto của Barcelona từng bị Julen Lopetegui bỏ rơi cũng được triệu tập. Đáng chú ý nhất là sự trở lại của Alvaro Morata, tiền đạo thuộc biên chế Chelsea dù chưa có được phong độ tốt nhất nhưng vẫn được tân huấn luyện viên Enrique đặt niềm tin. Theo nguồn tin từ AS, vào tháng 1 2019, Barcelona có chuyến làm khách của Girona trong khuôn khổ vòng 21 La Liga. Tuy nhiên họ sẽ không hành quân đến thành phố Girona bởi vì cuộc đối đầu ấy sẽ được tổ chức ở tận thành phố Miami, bang Florida của Mỹ với tư cách trận đấu đầu tiên trong lịch sử giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha diễn ra trên đất Hoa Kỳ. Cụ thể, trận derby xứ Catalonia này sẽ diễn ra tại sân vận động Miami's Hard Rock vào ngày 26 tháng Giêng 2019. Tối qua tại trụ sở FIFA ở Zurich, Thụy Sĩ, lễ bốc thăm FIFA Club World Cup 2018 đã diễn ra. Giải đấu này sẽ được tổ chức tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất từ ngày 12 đến ngày 22 tháng 12 năm 2018. Theo kết quả bốc thăm, Real Madrid, nhà vô địch UEFA Champions League 2017-2018, sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vương ở bán kết gặp Guadalajara, Mexico, hoặc đội vô địch AFC Champions League. Ở những đấu còn lại, Wellington của New Zealand, đại diện thuộc khu vực châu Đại Dương sẽ đối đầu với Anaheim, đội chủ nhà để tranh một suất vào đá với đội vô địch châu Phi. Tiếp đó, một trong hai đội sẽ gặp đại diện với đội vô địch Nam Mỹ ở bán kết. Nếu không tìm ra được hướng giải quyết tốt nhất quanh chuyện câu lạc bộ Royal Deportivo đăng ký cho Isaac Cuenca thi đấu ở giải hạng nhì Segunda nhưng không được ban tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp Tây Ban Nha cho phép, nhiều khả năng La Liga sẽ phải hứng chịu một cuộc đình công. Cụ thể, ban tổ chức các giải đấu chuyên nghiệp Tây Ban Nha không tin cựu cầu thủ Barcelona sẽ chấp nhận mức lương tối thiểu ở giải hạng nhì là 77.000 euro một mùa, nên đã không cho Royce đăng ký cầu thủ Isaac Cuenca. Bản thân Cuenca vừa thừa nhận rằng anh cảm thấy khá sốc trước quyết định vô lý này. Sau chiếc thẻ đỏ trong trận đấu với Nîm ở vòng 4 League One, Kylian Mbappe đã xin lỗi người hâm mộ và những ai theo dõi trận đấu này. Cụ thể, sau khi bị Savanier phạm lỗi ở những phút cuối cùng trận đấu gặp Nîmes, Mbappe đã lập tức đứng dậy xô ngã cầu thủ này và lĩnh ngay một chiếc thẻ đỏ trực tiếp. Theo tờ L'Equipe, Ủy ban kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Pháp sẽ nhóm họp và Mbappe đứng trước nguy cơ bị treo giò 5 trận tại Ligue 1.
Được biết, án phạt dành cho Mbappe nặng hay nhẹ sẽ phụ thuộc vào báo cáo của trọng tài Jérôme Priscard về tình huống nói trên, cũng như thái độ gây hấn, chọc tức Savanier với chân sút PSG